nhưng em sẽ không còn đợi. Mẹ muốn qua kỷ niệm một thời gian sẽ không gần tới, và anh sẽ thông qua trong con chữ em là một kẻ là em gặp ở trong dòng đời. Em sẽ cố quên đi những khi nó và nắng, quên đi có cái hay đã thua khi đã chọn mình thắng, quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận, quên một người đã có thể từng làm em yêu hơn bạn thân, quên thứ tình cảm nặng nhất khi phải đặt lên cán cơm, quên vết thương làm em đau nhất mà đem nó nhân vạn lần, quên những lời ca anh viết, từng chi tiết về anh, từng nụ hôn, từng tin nhắn mà anh không biết để dành. Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu, anh mang theo nó chẳng thể lâu. Những thước phim, những câu chuyện tự như giấc chim vào, một ngày nào đó em sẽ quên rằng ta đã mất đi nha. Cũng sợ phải nhận ra em đã đi xa từ hôm qua, và những ký ức lúc chưa sau này chỉ là những điều khác lạ. Nói với nhau một câu đi, để sau này ta không đưa đến bên nhau. Và cà phê những bữa tiệc không được thuê, tình nhắn giờ đã chạy, anh như món đồ thất lạc không có nơi trả về, nhưng nếu không mất sẽ không tìm được, biết đời là thế. Anh nghĩ về quá khứ không tính chuyện tương lai, em không quên anh hiện tại nhưng vẫn thấy em thường ngày, những thức phim, những lời nhạc cấu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Anh trở về thành phố này nếu là đã từng mang theo những kỷ niệm, giờ em trả cực, mẹ em nói đó là nợ anh phải trả dần, nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra. Cứ trên lầu 20 mưa toàn là ông chỉ để hút, và ăn tối với những cô gái là lời yêu thương khi gặp về lần ở trang tối. Vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ một phần là tâm tối, những tin nhắn dài gửi cho em dù anh có hề là bắt giỏi. Anh chỉ muốn có những cảm giác mà họ nói, muốn được một lần cảm giác, muốn một lần được bỏ trốn, muốn em ngày đó, muốn là anh hơn quá, muốn cảm nhận lời em nói theo một cách mong manh. Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu, tất cả nỗi nhớ này để đâu, tất cả nỗi nhớ này để đâu. Anh chính là đường đến, I see you.
trời đang nắng tự dưng lại mưa, mùa đông liệu đã về chưa hay là anh đã mất một trời đi mất. Cà phê đang thật đắng mà em vẫn khẽ thật ngon dù em đây chỉ thích ngon ngọt. Vì sao hả? Sự thật đang đau nhói, chẳng nhớ bao nhiêu đắng nuối, nhưng sao cứ thế buồn. Em trách sao nghe nó vội vàng, để như bài nhạc buồn em đâu muốn viếng. Và giờ em chẳng thể cao mọi thứ về như xưa, khi ánh mắt anh còn có trao cho em và trao ai. Em đâu có thể làm được gì, là vì ai nào trái tim mình nói không nên lời, đường cay từ tiếng yêu xa vời. Mọi người đều rất là tài năng, và đặc biệt mọi người đều nhảy rất là đẹp.
Và nhưng mà trong đó thì đặc biệt quý ấn tượng nhất đó là hai bạn Hồng Duyên và anh Vũ. Hai bạn ấy không chỉ là một cặp nhảy trai xinh gái đẹp mà Vi còn cảm nhận được một cái sự điêu luyện trong từng bước nhảy của hai bạn ấy. Và thật sự Vi đang rất háo hức, không biết là ngày hôm nay và hai bạn ấy sẽ trình diễn như thế nào. Bảo cũng rất tò mò về điều đó, không biết tập đôi này sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục như thế nào đây. Vâng, vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn cùng đến với tiết mục nhảy hiện đại của hai bạn Hồng Duyên và anh Vũ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ạ. My mother and his skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take a bad side, I better than she. Not the girl, go park, long time, them don't eat. Rap on, pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. Hai bạn Ngọc Thi, Tấn Lộc, thành viên câu lạc bộ Fly Blood thể hiện, và các bạn cùng nhau thưởng thức. Ở trong mọi người từ đâu cũng là nhà, cả năm người
ngược xuôi vất vả, cuối năm càng thêm hối hả, để tiếng cười luôn rộn rã. Chỉ cần vang lên tiếng cười thế là tên, dù ở xa đến đâu thì cũng là tên. Có gia đình bên cạnh tạm biệt năm cũ và chào một năm mới đến. Mùa xuân mới sang, mong mọi thứ đều khác. Cầu chúc cho mọi người với gia đình mình sẽ luôn yên của hai bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, mùa xuân vốn là mùa của sự sum vầy, ấy vậy mà nó lại còn là mùa của nỗi nhớ mong của biết bao nhiêu những đứa con xa nhà. Chính cái tâm trạng và nỗi lòng ấy đã được con người tìm đến với âm nhạc để giải bày, và trong đó có tiếng sáo. Tiếng sáo lạ lướt vang lên gợi cho ta biết bao những nỗi nhớ, biết bao những kỷ niệm. Chúng ta nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những người mà ta thân yêu. Và sau đây, liên tục chương trình sẽ là một tiết mục hỏi sáo vô cùng đặc sắc từ bạn Trần Lê Trọng Văn. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn một tiết mục hỏi sáo vô cùng đặc sắc của bạn Trần Lê Trọng Văn. Để có được một buổi vui xuân thành công và thú vị vừa qua thì không chỉ có sự phối hợp của đoàn trường và ban văn nghệ Mỹ mà còn có cả sự đóng góp của câu lạc bộ Fly Club, câu lạc bộ truyền thông và sự kiện. Dù chỉ mới thành lập nhưng mà Fly Club đã để lại rất nhiều những dấu ấn cũng như là những ảnh hưởng tích cực đến cho nhà trường cũng như là tất cả các bạn học sinh, đúng không ạ? Đúng rồi, Fly Club là câu lạc bộ chuyên về truyền thông và tổ chức sự kiện. Tuy là vừa mới được thành lập gần đây nhưng đã tạo được sự chú ý cho các bạn học sinh không chỉ trong mà còn ngoài nhà trường, đặc biệt là ở sự sáng tạo của các thành viên. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Fly Club còn mang đến cho chúng ta một tiết mục vô cùng đặc biệt. Các bạn có tò mò không ạ? Vậy còn Bảo thì sao ạ? Bảo không chỉ tò mò đâu bây giờ mà Bảo còn rất nôn nóng nữa. Vâng, vậy thì không để các bạn chờ lâu nữa, các bạn có sẵn sàng để quẩy cùng Fly Club chưa? Sau đây sẽ là phần trình diễn của câu lạc bộ truyền thông và sự kiện. Thầy